coi như là sau khi mà nhân mình chuẩn bị xong thì mình đem qua bên này đúng không ạ? Và thưa quý vị, Duy Khang đang thử ở đây sẽ đạp một cái đạp mạnh. Oh, mình phải giữ lại. Okay. Okay. Easy, easy now. Okay, up a little bit. Okay. And go on the last one. Thật sự thưa quý vị, rất là khó. Nhưng mà các chú, các bác ở đây làm, Duy Khang thấy là rất là điêu luyện thưa quý vị. Chúng ta phải đạp nhẹ một cái trước và sau đó là thêm một lần nữa. Và cái đây là một cái cuối còn mạnh hay là mạnh thưa quý vị. Hy vọng là quý vị ăn đang nhầm cái bánh nào mà Duy Khang làm nhân thì cũng rất là ngon thưa quý vị. Dạ vâng, cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ mình đi qua bên kia chú hả? Dạ.